Tôi ngủ tôi nằm trên bao á, tôi nghe người ta nói vậy nè, tôi gặp cục lửa trong giấc vậy đó. Cái bà đó mới nói lửa lửa bà đó con đừng có đụng, cái tay cục lửa ở đây vậy đó, tôi đụng gì cục lửa nhảy chỗ khác, cái tôi thấy gì tôi sợ, tôi nằm bao quá mà tôi dậy tôi sơ xác tôi sợ. Cái tôi về nhà tôi thắp nhang tôi chạy xe đạp về tôi lại của quyền. Cái đó có bà số bà nằm với ba tôi chỗ giọng nó, bà nói chú Năm phụng về nhà lại gì ạ. Cái ông nói nằm ba có thấy gì đó về lại của quyền lại vậy đó cưng. Mà đi lên dẫn con từng lỡ là Phật cồn, Phật cồn cái canh cồn có 20 lít. Con nhỏ kia nó cắt lúa nó gác cái tay, nó nói chị Phụng chị giặt đồ cho em chùm lửa cho chị. Cái cũng lo nói chuyện, cái chị gờ lại cái nắp nồi rượu nó nóng quá đi, tôi hớp quá đi, tôi để cái quặng lên cái nắp nồi tôi bưng nguyên canh cồn mà tôi giót. Cưng ơi cưng, tôi giót vậy nó phật nó nổ lên một cái canh cồn nổi như mà 79 lớn hơn tiếng súng, là cái trại của tôi đó là cháy không còn gì, cháy cái độc tre luôn đó. Mà còn người ta đó tôi lết không à, còn nhỏ kia nó phóng dưới sông lên là nó ở dằn ở chuột, cũng như nó quá cháy nó sẵn nó phóng dưới sông. Còn tôi thì tôi lết tôi nói bà con ơi cứu giùm con, người ta đổ nước mắm với cho lên mình gì ba nó hết trơn mình mấy gì cho nước mắm, người ta nói ý là người ta nói cũng như phỏng rồi đổ lên như cho nó đừng có phì phì lên gì đó, người ta mấy nước mắm với cho đổ lên rồi cái bắt đầu đi xuống dưới đó là ngửa ra là tôi không có một chút gì hết trơn, tôi không có cái gì hết trơn, coi như cọng lông nheo tôi không cháy, cọng tóc tôi không cháy, tôi không có cái gì hết trơn. Rồi sau này chỗ đó cháy rồi đời tôi khổ lắm cưng ơi, sao mà tôi bị oan bị ức, tôi bị mà nhiễm màu không à. Cái bắt đầu sau này tôi ở chỗ đó cháy lò rượu rồi, cái tôi dời lên này tôi nấu rượu nữa, tôi nấu thêm phản sao nữa, cái tự anh cưng ơi nhiễm màu linh gì mà linh tới vậy nè. Hồi thời đó đó ai mà có cái áo bông mà bông bông đồng tiền mà như cái áo bằng giấy so so gì mà có in 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 đồng tiền dài dài vậy, cái tấm tiền ở trên cái dải áo đó. Cái tôi nấu rượu với bến cái cô cái bà đó là con bột khanh, cái thằng đó là tên thằng đẩm, mình nấu rượu ở đó cái tự lên cái mình về nhà mình chơi, cái mình trở lại cưng ngồi cưng nó quýnh mình, nó đốt cái chạy lò rượu mình luôn, nó nói mình ăn cắp cái áo của nó, cái quá quýnh rồi quýnh tôi té lăn lăn tôi lết dưới đất tôi khóc nữa, tôi vái Phật Bà Quan Âm. Cái tôi gặp anh bạn tôi nói anh Mỹ chắc em tự dặn chết quá à, em đâu có ăn cắp cái áo này đâu, bây giờ em bị quýnh quá bị quýnh rồi mà quýnh người ta coi đen nguội hết trơn vậy đó con. Cái đầu dì ba lết lết dưới đất dì ba khóc, dì ba kêu Phật Bà Quan Âm nói mẹ ơi chỗ nào mà có cái áo này thì mẹ khiến cho được ra cái áo này cho con hết khổ, khóc mà kêu vậy đó mà lết dưới đất á. Cái thằng kia nghe nghe cái chỗ gì ba mà bị quýnh ở đây á ha, cái nhà cái thằng đó là ở đâu ngoài trời gì đó, mà dì ba với thằng đó là đâu có quen gì đâu, mà người ta đồn là dì ba ăn này bị quýnh quá rồi, là con Út Khanh là đổ thừa dì ba ăn cắp té áo, mà cái thằng đó tuốt ở ngoài chợ như mình độ cái nhà của nó xa như vậy đó, mà nó chạy trên đồng là lên đó là cỡ là 4 cây số, lên trên cái miếng đất mà ở trên ruộng á là cỡ 4 cây số, mà nó đâu có biết cái áo ở trên đó đâu, mà tự từ ở trên nhà nó mà nó chạy lên đó nó cho thằng đó hay vậy thôi. Nó nói ê âm chị Phụng nấu rượu bị quá trời, con bột khanh quýnh rồi đổ thừa ông cắp cái áo làm như ông cho mẹ biển đi vào chỗ đó ngay bon vậy đó, nó đâu có biết nhà cái đó mà chứa cái áo chỗ đó, mà tự nhà nó ở đó mà nó tự nó chạy sạc lên trên đồng như vậy đó. Cái nói với thằng đó là vậy đó, cái nói đủ mẹ thằng đẩm nó nhậu thịt chó với tao kìa, nó máng cái áo ở ngoài cái cây kìa. Cưng ơi cái thằng kia nó cầm nó quơ quơ cái áo nó đem về tới đây, thì cha mẹ tôi lên công an bắt á, bắt tôi bắt ổng ra ngoài xã hết trơn rồi. Cái thằng đó nó đem cái áo về ngay liền trong tại chỗ, nếu không có gì ba tự dặn chết ngày đó rồi, là cái may mắn gì ba là sẽ có liền. Ở đâu mà mẹ khiến cái thằng đó đó chạy lên xứ đó nó cho 4 cây số trên ruộng đó, mà nói với thằng đó tự lên nói thằng đó nó quá trời chị Phụng bị quýnh rồi, đủ thừa chị Phụng ăn cắp cái áo. Cái thằng đó nó đụng mẹ thằng đẩm nó nhậu tao bỏ cái áo 2-3 ngày nay ở đây kìa, kìa mày làm ơn mày sắp về giùm cho bả đi, thì cầm cái áo quơ quơ đèn ơi. là nhiễm màu, cũng như là mẹ điển đó, điển cái thằng đó nó chạy lên đó rồi tự anh gặp cái áo ở đó sắp về ở đó. Cái bắt đầu bắt ra ngoài xã hết trơn rồi, cái bả mới năn nỉ tôi mà tôi như từ mẫu vậy đó. Cái tôi mới nói với công an xã tôi nói gì nè, thôi lầm lỡ rồi thôi thôi cậu ơi, thôi lỡ quýnh tôi đau đo nhiều cho tôi chịu đi,
cậu thả người ta đi, tôi xin người ta như vậy đó, làm như cái tính của mình không chịu cho người ta khổ, rồi cũng xin thả người ta là cái áo có liền như vậy đó. Cũng như đời gì ba, cũng như dài dòng cuộc đời nó khổ dài dòng vậy đó, cứ quay lại rồi về gì ba cũng có chồng, giúp ba chút cái gì ba thôi về đây cái dọc ấy nè mới có 8 tuổi à, cái gì ba ở nó khổ quá, khổ con ơi, em nó bệnh mà không có tiền mới lấy chồng gặp anh đó đó. Yeah. Cái thằng giỏi quá trời bệnh, dì ba chuyển vô Chi Tôn, nó viêm ruột nó còn thôi, nó bệnh nó viêm ruột là nó môi nó nhảy bập bập mà cái môi nó tím chân nó đau bụng á, cái dì ba ta mới chuyển xuống Long Xuyên, chuyển xuống Long Xuyên bác sĩ cũng khám siêu anh chụp X quang đồ, nó này viêm ruột nặng lắm phải mổ, là trong 10 giờ đêm phải mổ, rồi anh em nè mẹ dì ba nè em gửi dì ba nè chồng chồng mà thôi ra rồi là ba giỏi cũng xuống dưới luôn, ì luôn cả chục người á, rồi em ruột rồi tùm lum trên cả chục người là đứng đón giỏi lên ca mổ, cái đứng la giỏi, cái ba giỏi nói gì nè, tại lúc nào cái tâm gì ba cũng niệm mẹ Quan Âm, nơi nào gì ba nhỏ bự nghèo giàu gì ba cũng thờ mẹ, như gì ba trong lòng gì ba là tha thiết, tại vì ba gặp gì ba quý lắm, nơi nào cũng diễn hết. Cái ông mới nói gì nè, thấy ông cúng lại niệm Phật hoài, có đứa con thiếu đức gì cũng lên ca mổ, cái gì ba khóc, ông nói gì ba có đứa con mà cũng lên ca mổ mà tối ngày niệm Phật hoài, ông nói gì ba vậy đó, cái gì ba ra ngoài gì ba khóc, cái ngày mà gì ba gặp Phật Bà Quan Âm mà nắm tay gì ba làm sao vậy đó, là gì ba quỳ y như vậy, gì ba quỳ xuống một tay gì ba kêu như vậy, mà lúc đó gì ba không biết cái tay bên này là cái tay bên này, thôi gì ba bắt hai tay luôn, nói mẹ ơi mẹ cứu con giùm, bây giờ con lên ca mổ rồi, mẹ có cách nào giúp cho ca mổ được bình an đâu, chứ mình đâu có nghĩ là cái ca mổ mà được hết bệnh như vậy con. Yeah. Cái gì ba giái chị thôi, cái gì ba vô gì ba lao nước nóng em như có cái thao gì nè, cũng như bác sĩ là sẵn sàng lên ca mổ rồi, cái gì ba vô gì ba niệm Phật, gì ba niệm trong lòng gì ba đó, cái gì ba lao gì ba không có nói giọng nữa con, chưa được 2 giây nữa gì ba mới lao mặt em gì nè con, tự ơn chị ba thấy cái môi giỏi đỏ tươi vậy đó, con mắt nó sáng chân, cái chị ba nói rồi Phật Bà Quan Âm độ con tôi rồi, con tôi hết bệnh rồi, tự ơn màu mặt với con tôi sáng chân như vậy, cái ba giỏi nói làm sao qua nổi bác sĩ, cũng như người ta chụp X quang chụp hình đồ rồi hết rồi làm sao mà qua khỏi được, làm sao mà qua giấy tờ, ngộ lắm con, sáng chân liền, cái bác sĩ cởi đồ giỏi ra hết rồi đặng đẩy qua đặng mổ, bà quấn khăn trắng rồi. Cái bác sĩ lại gờ cái bụng gì nè, nói ủa sao đứa bé cái màu mặt gì sao ngạc nhiên cho đứa bé như gì vậy, ủa ngạc nhiên cho đứa bé như gì, bác sĩ cứ nói vậy hoài, chứ nói thôi giờ đem bé qua siêu âm lại cái nữa đi, chụp hình lại cái nữa a mổ, cứ quấn khăn trắng rồi dì ba vừa đẩy, dì ba niệm Phật gì nè, dì ba vô đứng tới 4 người bác sĩ đó ở trong cái phòng đó, nó đang chụp hình lại, bác sĩ nó ngạc dòm gọi như gà dòm trong cái bụng giỏi vậy đó, nó ngạc nhiên cho đứa bé dữ à, sao ngạc nhiên cho đứa bé gì, bây giờ đứa bé không có bệnh gì chân á. Yeah. Điều bác sĩ nó ngạc nhiên hoài, nói câu nó ngạc nhiên cho đứa bé hoài, mà mình đâu có dám nói ra là cái nhiệm màu của mình như vậy, là thật sự không có nói. Yeah. Cũng như mình biết ơn mình thôi. Yeah. Cái bắt đầu mới đình ca mổ lại, mà dì ba đóng tiền rồi, cái bà bác sĩ mà lên ca mổ mà bà đứng mổ cái thằng giỏi dì ba nè, cái bà hỏi chị bây giờ chị có đứa con một mà bây giờ trong bụng không có bệnh gì hết rồi, em cho chị hay, ngạc nhiên cho đứa bé quá à. Thôi giờ chị ra chị mua bọc trà đường cái gì chị đút cháo cho nó uống đỡ đi. Con ơi con không có nói dốc, mới có chưa được 15 giây nó đạp cái vách nhà, nó bụng muốn chết mà không cho ăn cơm, đạp ập ập trên vách nhà nó đều khóc nó đòi ăn cơm, mới cho nó uống trà đường, mới có một chút xíu mà đòi ăn cơm như vậy đó, chứ mới cho nó uống trà đường đỡ đi, rồi bác sĩ cho hay không có bệnh gì, thôi đình ca mổ lại, sáng coi lại nữa chạy cười không có cái gì chứ, rồi bác sĩ mới cho dì ba ra viện về, người ta buông coi đây nghe xèo là 3 ngày sau dì ba xuống dưới là bác sĩ trả tiền lại, đóng ca mổ hết trơn rồi đâu có trả lại liền, 3 ngày sau muốn trả lại là thằng giỏi nó mạnh giỏi tới bây giờ theo cưng, rồi cái dì ba đưa kinh pháp, dì ba nói con thấy không, Phật Bà Quan Âm nhiệm màu lắm, nơi nào mẹ cũng niệm Phật, mẹ đi một bước là mẹ niệm Phật một bước, không dì ba nói thiệt, dì ba mà có tỷ dì ba nói thiệt, không phải dì ba mà cúng là kinh dị mẹ mà dì ba kể lại, nhưng mà dì ba kể cho đời như anh em ai có học hỏi theo thì học, chứ tỷ dì ba đi tới Chi Tôn đấy bây giờ nè lúc nào cũng vậy,
là vì ba bật năm biến chú để đi. Cái gì ba trở lại vì ba niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca là 200 niệm, niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 100 200 gì nữa đó, là bạn đi bạn về là vốn không có là bao nhiêu đó. Còn ví dụ như ở nhà mà dì ba làm công việc xong xuôi chứ cái dì ba kéo cửa này với kéo cửa kia là dì ba nằm, dì ba đọc chú Đại Bi thôi, dì ba niệm Phật, như dì ba tụng kinh, dì ba niệm khắp này qua khắp kia, như hàng ngày là cái lòng dì ba vậy đó. Dì ba ra ngoài là thôi, còn dì ba ở trong nhà là cái lòng dì ba như vậy, không có như những màu dữ lắm. Nhưng con lợi trái tôi nó khổ dữ lắm, cái nó đang, nó cũng đang có chồng, cái nó theo tôi nó về kinh pháp mẹ đó, cái tôi đưa kinh chú Đại Bi cho nó học nó cũng thuộc luôn, rồi kinh mẹ nó cũng thuộc luôn, mà nó nhiệm màu tới gì nè cưng, nhiệm màu luôn đó. Nhỏ lợi cháu tôi nó có hai mấy tuổi, nó đẻ được đứa con, cái nó theo tôi nó cũng đọc kinh pháp rồi. Cái ngày đó nó nói dì ba ơi, sao mà con mắt con nó giật cái gì đó, con ngủ con nằm trên bao, con thấy ông già đó đem ông chăn chắn lại nói với con, nói con nhà con là có người chết. Nó khóc, nó thức dậy mà nó còn khóc, nó khóc nghẹn ngào gì đó. Cái dì ba mấy ngày đó dì ba nói thôi mày nằm trên bao vậy rồi mày đi theo dì ba đi xuống dưới chỗ thờ Phật Bà Quan Âm đó, mình nguyện cho nhà mình phước đức vạn toàn, cho tai qua nạn khỏi. Cái bắt đầu thằng chồng nó không cho nó đi, nó nói không mà em nằm trên bao em gặp là nhà mình nó có người chết. Cái thằng đó nói em ở nhà đi, có chết thì anh chết cho. Con ơi con nói gì đó, có mấy bữa sau đi động đi điện giật chép queo chép lùm chép queo đó luôn. Năm nó nói à, sự thật luôn mà, sự thật có thiệt luôn mà. Cháu tôi làm nhỏ nó bây giờ nó như cái đèn cúng Phật Bà Quan Âm đó, nó nghèo thiệt 300-400 là nó mua nó dinh lên. Như chỗ cúng bà Phật Bà Quan Âm là cái đèn 300-400 là nó mua bình thường. Hết cái đèn này như cái lầm của nó là nhiệm màu á. Thế bắt đầu nói không mà em nằm trên bao ông già đem bông chăn trắng lại là nói nhà mình có người chết, lại đi theo dì ba cúng lại đằng tay qua nặng khỏi. Cái thằng chồng nó vô bếp nó nhỏ nhỏ cả à, em không có đi, chết rồi ông chết thế cho, chết rồi để ông chết nè. Thiệt con có mấy bữa làng đó tự ơn nó bị điện giật chấp queo, nó đi thiệt gì nè, cái đầu điện giật chìm với chấp queo nổi lùm xùm luôn. Là cái thằng đó, thằng cháu gửi có y gan luôn, cái nó khóc mẹ nào nó khóc, cái nó tính là như đọc kinh với nó niệm Phật hết nổi rồi đó, chồng nó chết rồi. Cái nó nghe lời dì ba đi, tại số phận như là cái duyên ai nấy hưởng, ai muốn thì người ta cho, còn mình cầu xin thì Đức Phật cũng gia hộ, còn muốn thì ngang ngược thì biết nói sao, thì đâu vào nấy chứ không ai muốn mà được, cũng khiến cho vậy. Cái nó khóc thảm thê, nó cũng không cúng lại nổi. Dì ba mới khuyên nó thôi giờ con khổ quá à, đời con thì không có chiếc xe chạy nữa, rồi con nhỏ vậy ai mà nuôi, mà con đi nơi nào con cũng nghe lời dì ba mà, phải đọc chú Đại Bi rồi niệm kinh mẹ. Một ngày nó cũng đọc mấy chục biết, cái tự hơn nó quen với cái người đó, quen với người đàn ông đó vậy đó. Tự ơn nó đang hất tóc hất đầu mày số tư nè, rồi cái người đó quen với nó, cái nó cũng khổ gì đó. Cái người đó cho nó chiếc xe, nó nói thôi cho tôi chiếc xe chừng mười mấy hai chục triệu tôi chạy được rồi. Cái thằng nó mua chiếc xe bảy mấy triệu cho luôn, cho luôn mà cũng khổ. Cái quê nhà đó đó, thấy nhà nó nghèo không có cho cứ, rồi nó cũng bỏ cái này không cứ. Cái gì ba cũng khuyên ở tại Hồng Nhan thì bạc phận như mình chưa tới cái duyên mà mẹ cũng cho mình có phước, là có chút phước để mình đi đứng mình sống, thì từ từ con tìm chân lý nữa. Rồi giờ nó sống vững lại rồi, bây giờ nó có nghề, nó hết tóc, nó hết ngày 400-500 ngàn, nó gáy tay với nó hết tóc nam, rồi lầm mắt lầm mặt gội đầu rồi luôn. Cái tiệm mà số tư á, còn cái mặt của nó con tự ơn nó nghe lời mà sao nó xúc cái gì, cái mặt nó sưng lên chằn dằn vậy nè, đen.